Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cấp CD Charlie Rim Thái các loại. Ở đây mình lên một mẫu xe độc lạ cho anh em nha. Đây là con xe gọi là SWAT 50 phân khối. Con này nó rất là nhẹ mà nó nhỏ giống như Charlie vậy, nó nhẹ bằng một nửa Charlie nha. Nhẹ hơn xe Charlie nhiều và nó cũng nhỏ hơn Charlie. Xe này thích hợp cho mấy bé đi học hay là vợ đi chợ này nọ các bạn, thích hợp đi lòng vòng trong xóm, vợ đi chợ, bà ngoại đi thăm ông nội này nọ, rất là dễ thương nha. Xe này tình trạng thì máy móc là nguyên zin, nước sơn thì đã sơn lại, cái màu đỏ thì đã sơn lại, còn máy móc thì zin, máy nổ cực kỳ êm luôn. Anh em mà có nhu cầu sưu tầm xe độc lạ thì anh em inbox Zalo và gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Ở Sài Gòn thì ship tận nhà, ở tỉnh thì cộng thêm phí nha các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Giá cực kỳ rẻ luôn, giá rẻ bèo nha.